Mụn cũng lâu lâu cũng ngứa mà. Ừ, cũng có chứ, có mà ví dụ như mình giặt cái khăn lên mặt lên nước nóng 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 kìa, Lao lên mình không lau đã. lên cái Mà lao nóng quá là cái mặt mình nó bị khô á. không lau vừa nóng có gì đâu. Ừ, làm rớt da lên chứ, vụ lúc sống 2 năm nữa rồi, 5 7 rồi Nói gì chi à, thì có giá gì lớn đủ rồi, thôi thì nó đi cho được rồi, ở gì vô lâu nó thấy thử. chỉ sợ có bà nó chi mà 125 tuổi trên này ở gì mà ghê nữa nè, ghê lâu Ghê quá đó. con giáo bắt mẫn. Không mày chứ. Hồi nó vô cái đường đây rí lo con làm mấy cái mụn dễ sợ rồi bắt đầu dễ là sợ. Đầu có mấy cái mụn đã thiệt, mụn lâu năm, mụn u, Mà nó là u bã. cái nghề nhân loan nó mới làm được cái con quay phức ăn nó làm. Bên chị là nó họ không biết làm, mà Rồi, sợ sợ rồi. họ không chuyên về nó. Sẽ bắt hả? Có răng nặng cái đừng có rái, còn cứ để tự nhiên họ làm nó còn lỡ đau răng làm. Những người họ họ đau họ chịu không nổi họ cũng phải rái. Trước đó họ nó đã rồi đau một ngàn lần, Ai họ cũng ráng mà. nó đau một lần lần nữa. Làm như đẻ rồi vậy. Ừ. Làm như chú đẻ rồi. Không thì có chứ, tại vì sợ quá rồi mang cái bụng bầu nhưng mà dễ sợ 5 kg, nó con vợ nó mang bụng bầu 5 kg đó. Vợ chú à? Ừ, đẻ thằng cu nó là 5 kg mấy đó. Rớt mà đẻ được luôn hả? Ừ, mà đang không biết nào mà lấy cái nào đẻ liền mới dễ sợ chứ. Họ kêu chứ mổ cho rồi, còn người họ kêu chứ thâu siêu âm mới đẻ sinh đôi đó, dễ sợ đẻ 2 thai nhưng mà kinh. Chờ là 90 kg luôn đó. À, 90 kg, còn thằng nhỏ không cần gần nữa đâu, nó chuồng ăn chỉ sợ nó mì tôm ăn lần 4 gói ăn dở mon đó. Đi tập tạ về là đâu đó, canh cơm cá là chỉ có làm giống cô chô thờ bá đó, làm hoài xí tân này. Ăn để bị ăn với lại cái sức của hắn hồi xưa trừ rồi. Trên này thì 5 năm.
cho rồi xấu quát rồi chứ lo nhìn câu cũng nhìn không ra luôn. Đây là với mẹ à? Không biết đâu mà cầm chảy lóng đồng tiền đổ mắt hai mấy mũi cao hình dạng giống dượng đó ai biết được. Mình thì cái gì xì đi đây mà hai mấy gì sợ chết chứ nè. Thằng này là giống ba nè. Đúng mà gì còn mẹ thì thấy bạn này chưa? Thấy rồi. Bà trại măng á, bà ăn chay trường đó. Xưa bà bán đồ biết mà. Chào con mì hồng mười mấy tuổi nè. Ủa đó à? Trời thân nữa. Alo. Dạ chị, ra nhà các bạn uống nước giùm em ạ. Cái gì vậy em? Em đem vô trong quầy lễ tăng giùm chị cái. Bà tám là quầy ra chị ạ. À là xà ba Long Nguyễn hả em? À xà ba Long Nguyễn vậy ạ. Cùng họ đó luôn. Lâu Nguyễn phải không? Dạ. Còn đây là Nguyễn Hiền. Là Nguyễn đó. Nguyễn gì mà quá trời. Hồi nói cái ông Hồ Nguyễn này ông tùm lum hết trơn bởi rẻ rồi Hồ Nguyễn quá trời quá đất. Đi mô ngồi Hồ Nguyễn người ta không chán bây giờ. Loan thấy Hồ Nguyễn nhiều không? Nhiều. Rất là nhiều. Nhiều nhất luôn á. Nhưng mà đừng bao giờ lấy cái đụng của họ. Đụng họ khó làm ăn lắm. Nguyễn còn lấy ví dụ như đó, cùng họ đây. Cùng họ đây đó. Nguyễn Hữu Hồ. Đó đó, lấy từ cùng họ lâm bệnh. Điện thoại cũng lo lắm không? Quá trời. Như cái chủ nhớ thời mà thời dịch không? Sâu, nghe điện thoại người ta nói là một phút nghe lần, một phút nghe lần. Để lâu nghe. Có hồi nó cũng sợ luôn rồi.